chị đẹp của nhà Melia. Ngày hôm nay thì Ngọc Anh rất vui được quay trở lại cái livestream này và đồng hành cùng với mọi người trong buổi livestream ngày hôm nay để có thể giới thiệu cho các chị rất nhiều những mẫu thiết kế mới nhất và phù hợp nhất với mùa thu đông này, để các chị có thật nhiều những cái lựa chọn để ra phố cũng như là tới những cái sự kiện và những cái dịp quan trọng vào dịp cuối năm nhé. Ở những buổi livestream trước thì em chỉ like được khoảng 7 mẫu thiết kế thôi và các chị hỏi rất là nhiều về các mẫu thiết kế khác của nhà Melia. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục mang tới 7 mẫu thiết kế tiếp theo cho các chị có thể thoải mái lựa chọn. Và mẫu thiết kế đầu tiên mà em đang mặc trên người chính là mẫu mà em muốn giới thiệu với các chị ngay bây giờ. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu tìm hiểu các mẫu thiết kế trong cái livestream ngày hôm nay thì em cũng sẽ xin phép được lưu ý với các chị, đó là các chị hoàn toàn có thể tới các showroom của nhà Melia trên toàn quốc tại Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có thể thử trực tiếp các sản phẩm của nhà Melia. Hoặc là nếu như các chị muốn mua hàng online hoặc là quá bận rộn với cái công việc của mình và không thể trực tiếp tới các showroom được thì các chị cũng có thể mua hàng online, đặt hàng qua page, qua các livestream của nhà Melia. Và khi mà đặt hàng online trên page thì các chị sẽ được free ship hoàn toàn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là chúng ta có thể thoải mái lựa chọn những mẫu thiết kế của nhà Melia nhé. Còn bây giờ thì không để các chị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ bước vào mẫu thiết kế đầu tiên, chính là mẫu thiết kế mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người ạ. Mẫu thiết kế này có mã là V311 và có giá là 1.590.000 đồng. Đầu tiên thì em sẽ cho các chị xem về dáng của sản phẩm này trước nhé. Sẽ tới gần hơn một chút nhé. Với cái mẫu thiết kế này thì các nhà thiết kế của Melia sử dụng chất liệu gấm hoa. Đây là một loại chất liệu rất thường được sử dụng trong thời trang cao cấp. Nó sẽ giữ form dáng cho sản phẩm rất là tốt. Dù cho các chị có hoạt động cả ngày dài đi chăng nữa thì cũng không lo là sản phẩm, những chiếc đầm của chúng ta sẽ bị nhàu hoặc là bị nhăn đâu nhé. Và khi mà mặc thiết kế này lên người thì bản thân Ngọc Anh cũng cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng, rất là mềm dịu với làn da của mình. Đây, em sẽ nhờ anh quay phim sẽ cho mọi người xem kỹ hơn, rõ hơn về cái chất liệu này nhá. Đây ạ. Đó, mọi người có thể thấy những cái vân hoa ở trên cái nền vải này ạ. Đó, mọi người đã nhìn thấy rõ chất liệu chưa ạ? Đó. Các loại chất liệu trong các mẫu thiết kế của nhà Melia thì đều là chất liệu, đều sử dụng các loại chất liệu cao cấp, nên là khi mà mọi người mặc lên người, mọi người sẽ cảm thấy rất là thoải mái và rất là mềm mịn với cái làn da của mình. Còn nói về cái form dáng của sản phẩm này thì mọi người có thể nhìn thấy là đây là một cái thiết kế không tay. Đó, với một cái form dáng khá là đơn giản thôi, nhưng mà đơn giản thì sẽ tạo nên sự tinh tế đúng không ạ? Với một mẫu thiết kế như thế này thì khi các chị mặc lên người sẽ cho chúng ta có một cảm giác thon gọn hơn, bởi vì nó có một cái điểm nhấn chính là phần xoắn nơ khá là lạ mắt ở vùng eo này, ở ngay phần eo của chúng ta, nên nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn ở vùng eo và sẽ khiến cho cái vòng eo của chúng ta trở nên thon gọn hơn. Với những chị nào, đặc biệt là những chị em văn phòng bây giờ thì thường là sẽ hay có một chút cái khuyết điểm ở vùng bụng, vùng eo của mình sẽ chưa được thon thả lắm, thì các chị nên lựa chọn những cái mẫu sản phẩm mà sẽ giúp cho chúng ta che được những cái khuyết điểm ở vùng eo. Và cái mẫu V311 của nhà Melia, mẫu đầu tiên, là một cái mẫu mà em nghĩ là các chị rất nên mang về tủ đồ của mình. Đó. Với cái độ dài qua gối một chút thì sẽ giúp cho các chị che được những khuyết điểm ở vùng thân dưới nữa. Form dáng thì ôm nhẹ theo body của mình sẽ giúp khoe được những đường cong của cơ thể. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chuyển động thì cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái thôi. Nếu như các chị có câu hỏi nào đặt cho mẫu thiết kế V311 này của nhà Melia thì hãy comment ngay dưới cái livestream này để em có thể giải đáp cho các chị một cách nhanh nhất nhé. Các chị có câu hỏi gì cho mẫu thiết kế này không ạ? Với mẫu thiết kế này thì các chị hoàn toàn có thể tới với các showroom của nhà Melia trên toàn quốc hoặc có thể đặt mua hàng online nha. Chị Thảo Phương đang khen mẫu này xinh quá, em cảm ơn chị ạ. Anh Mạnh Hùng xin giá, chắc là một người đàn ông chuẩn bị mua quà Giáng sinh cho vợ đây đúng không ạ? Em sẽ được báo giá lại cho mẫu thiết kế này, đó là mẫu thiết kế này của bên em có mã là V311 và có giá là 1.590.000 đồng. Các anh và các chị muốn đặt mẫu thiết kế này thì các anh chị hãy comment ngay dưới livestream này là V311 kèm size và kèm số điện thoại của mình để bên em có thể check và giao hàng cho các anh chị một cách nhanh nhất nhé. Chị Hương Mai có comment là có free ship không đúng không ạ? Như là em đã giới thiệu từ đầu livestream rồi, đó là với tất cả các mẫu thiết kế của nhà Melia, nếu như các chị mua hàng online
qua fanpage thì đều sẽ được free ship đối với tất cả các sản phẩm luôn ạ. Nên các chị có thể hoàn toàn yên tâm, và chúng ta sẽ còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa. Nên các chị cứ mua hàng, khi mà các chị xem các livestream và các video của nhà Melia thì các chị cứ mua hàng đi. Và khi mà shipper bên giao hàng người ta giao đến thì các chị hoàn toàn có thể kiểm tra. Và nếu như mà các chị kiểm tra thấy thực sự cảm thấy nó thật sự chất lượng thì các chị có thể nhận hàng. Còn nếu như các chị cảm thấy là nó chưa ưng ý với bản thân mình thì hoàn toàn các chị có thể trả lại. Đó, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và Melia thì cũng rất là tự tin với các sản phẩm của mình, nên là tất cả các sản phẩm của Melia thì đều sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Em sẽ xin phép nhắc lại một chút về mẫu thiết kế này trước khi mà chúng ta chuyển sang những mẫu thiết kế tiếp theo nhé. Đây là mẫu thiết kế có mã là V311 và có giá là 1.590.000 đồng ạ. Và các chị nếu như đặt hàng thì hãy comment theo cú pháp dưới cái livestream này, đó là V311 kèm size và kèm số điện thoại của mình, để các nhân viên của Melia sẽ check đơn và sẽ giao hàng cho các anh chị một cách nhanh nhất. Và khi mua hàng online thì các anh chị sẽ được free ship hoàn toàn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép được chuyển sang mẫu tiếp theo nha. Ôi giời, hơn 3 phút ấy. Hay mẫu nào cũng được hả? Và đây là mẫu thiết kế thứ hai mà ngày hôm nay Ngọc Anh muốn giới thiệu cho tất cả các chị. Mẫu thiết kế mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người này có mã là V234 và có giá là 1.690.000 đồng ạ. Lại là một mẫu thiết kế có màu đỏ nữa, bởi vì sắp dịp cuối năm rồi và cũng sắp Noel nữa thì đều là những cái dịp mà chúng ta thường đi ra ngoài chơi này, hoặc tới những buổi hẹn hò và những cái buổi tiệc nhỏ vào dịp cuối năm, nên nhà Melia sẽ mang tới cho các chị rất nhiều những cái mẫu thiết kế có màu đỏ, một màu sắc rất phù hợp với những bữa tiệc, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu thiết kế V234 mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người ạ. Đầu tiên thì em sẽ cho các chị xem về form dáng của sản phẩm trước nhé. Đó, các chị đã nhìn thấy rõ về form dáng của sản phẩm chưa ạ? Đó, và bây giờ chúng ta sẽ nhìn cận hơn về chất liệu của sản phẩm nhé. Đối với sản phẩm này thì nhà Melia sử dụng chất liệu là lụa seoli cao cấp. Đây, ở phần màu đỏ này, phần nền vải này là sử dụng chất liệu lụa seoli ạ. Còn ở phía bên tay này, các chị có thể nhìn thấy đó là được phối với phần lưới tổ yến, phần ren tổ yến rất là lạ mắt, đúng không ạ? Mang lại tổng thể một bộ trang phục mới mẻ hơn và lạ mắt hơn cho các chị. Nếu như các chị đã thấy là nhàm chán với những mẫu thiết kế đơn thuần rồi thì các chị có thể là lựa chọn mẫu thiết kế V234 này của nhà Melia để chúng ta có một cái diện mạo mới mẻ hơn và trẻ trung hơn. Với mẫu thiết kế này thì nhà Melia sử dụng tông màu đỏ tươi, như là Ngọc Anh đã nói ở đầu cái mẫu thiết kế này. Đó là một cái tông màu rất phù hợp với mùa lễ hội, dịp cuối năm và những cái bữa tiệc quan trọng, những buổi hẹn hò thì các chị hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ trang phục này. Còn đối với bề ngoài của mẫu thiết kế này thì có một điểm không thể không kể tới nữa, đó chính là phần hoa được thiết kế hoàn toàn thủ công, được đính ở phần eo. Và những cái bông hoa được đính ở eo như vậy thì luôn làm cho vòng hai của chúng ta trở nên thon gọn hơn rất là nhiều. Và có một đặc điểm nữa là đối với các mẫu thiết kế của nhà Melia thì tất cả những họa tiết hoa đính trên những chiếc đầm thì đều là những bông hoa được thiết kế hoàn toàn thủ công. Đó, nó sẽ tạo ra sự cao cấp, sự sang chảnh hơn cho bộ trang phục ạ. Đây, các chị có thể nhìn thấy về cái form dáng thì đây là một cái mẫu sản phẩm cũng có cái form dáng ôm nhẹ theo body và mình cũng di chuyển rất là dễ dàng. Đó, với cái chất liệu lụa seoli thì chúng ta khi mặc lên người cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu và nó rất là mềm mại với làn da của mình nha. Tổng thể bộ trang phục này thì sẽ mang lại cho các cô gái một vẻ đẹp rất là quyến rũ và mới lạ. Ngọc Anh nghĩ là bộ trang phục này thì chúng ta có thể mặc vào dịp đi chơi với bạn bè, với người yêu của mình vào dịp Giáng sinh, hoặc là mặc tới những buổi tiệc, những buổi hẹn quan trọng vào dịp cuối năm này, được không ạ? Nếu như các chị yêu thích mẫu trang phục này thì hãy comment ngay dưới cái livestream này những câu hỏi của mình, và hãy comment V234 cùng với size và số điện thoại của mình để đặt hàng nhé. Em sẽ check một số cái comment của các chị nhá. Ở đây chị Thảo có comment là, chị Nguyễn Thị Thảo có comment là địa chỉ showroom ở đâu, thì em sẽ giới thiệu qua một lượt các showroom hiện tại của nhà Melia nha. Trong tương lai gần thì sẽ có rất nhiều các showroom khác trên toàn quốc nữa, nhưng hiện tại thì toàn quốc sẽ có 5 showroom chính. Trong đó có tại Hà Nội thì có một showroom ở Vincom Mega Mall Ocean Park tại Gia Lâm,
Và một showroom nữa ở số 261 đến 263 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại Hải Phòng thì có một showroom ở số 118 đến 120 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì các chị có thể tới số 357 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, hoặc tới số 839 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp để có thể thử trực tiếp các sản phẩm của nhà Melia nhé. Các chị có thể, có một chị Phương Thảo có comment là đây là màu đỏ gì đúng không ạ? Theo không biết là các chị theo dõi livestream thì có nhìn rõ cái màu sắc của sản phẩm này không? Em sẽ đứng gần lại một chút nhé. Còn đối với em thì cái sản phẩm này theo như mắt em nhìn ở bên ngoài thì nó có màu đỏ đô, hơi tươi một chút. Tức nếu mà chúng ta gọi là đỏ đô sẫm như bình thường thì cũng không phải, mà nó tươi hơn màu đỏ đô một chút xíu. Khi mà chúng ta mặc những cái tông màu như thế này lên da thì chúng ta sẽ cảm thấy là làn da của mình trắng sáng hơn rất là nhiều. Các chị nếu như mà các chị không tin thì có thể hoàn toàn có thể đến các showroom của nhà Melia để có thể thử trực tiếp và kiểm chứng những lời nói của Ngọc Anh trong cái livestream này nhé. Chị Mai Anh có comment cho chị hai cái đúng không ạ? Các chị ơi, nếu như mà các chị muốn đặt hàng thì các chị hãy vui lòng comment giúp em cho mẫu này là V234 cùng với size và số điện thoại của mình. Các chị nhớ là hãy để lại số điện thoại nha. Còn nếu như là chỉ comment là cho chị hai cái thì em cũng không biết là chốt đơn kiểu gì nữa ạ. Nên các chị hãy comment dưới cái livestream này là V234 cho mẫu thiết kế mà em đang mặc ở trên người. V234 ạ, cộng với số điện thoại của mình là được ạ. Thì các bạn nhân viên của Melia sẽ gọi điện để check đơn hàng và giao hàng cho các chị một cách nhanh nhất nhé. Đối với những chị mà mua hàng online thì em xin phép được nhắc lại, đó là nếu như các chị mua hàng online thì sẽ được free ship hoàn toàn, sẽ không tính phí ship và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Các chị có câu hỏi nào cho mẫu thiết kế này thì các chị hoàn toàn có thể comment dưới cái livestream này. Và tất cả các mẫu thiết kế khác cũng vậy, các chị cứ comment dưới đây để em có thể giải đáp cho các chị luôn. Với mẫu thiết kế này thì em nghĩ là các chị có thể đơn giản là chúng ta phối với một đôi giày mũi nhọn màu đen như thế này là rất xinh rồi đúng không ạ? Và chúng ta có thể mặc với rất nhiều dịp vào dịp cuối năm nữa. Thực sự là một cái lựa chọn rất xứng đáng trong tủ đồ của các chị đấy ạ. Chị Hồng Nhung có comment là có màu khác không? Đối với mẫu thiết kế này và hầu hết các mẫu thiết kế của Melia thì đều chỉ sử dụng một màu duy nhất thôi. Bởi vì với mỗi mẫu thiết kế sản xuất ra thì nhà Melia đều sẽ nghiên cứu rất là kỹ. Các nhà thiết kế sẽ lựa chọn những cái màu sắc và những cái chất liệu, những cái loại vải phù hợp nhất với cái kiểu dáng và form dáng của cái mẫu thiết kế đó. Nên là hầu hết các sản phẩm của nhà Melia thì chỉ có một màu sắc duy nhất thôi ạ. Còn nếu như mà các chị muốn là có một chiếc váy màu đen, một chiếc váy màu vàng, màu xanh và những cái màu sắc khác thì các chị có thể theo dõi tiếp tục cái livestream này. Thì một lát nữa em sẽ giới thiệu thêm những chiếc váy có màu sắc khác cho các chị nhé. Có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau trong những cái thiết kế, những cái mẫu đầm của nhà Melia. Các chị có câu hỏi nào về mẫu này thì cứ tiếp tục đặt dưới comment nha. Em sẽ xin phép được nhắc lại trước khi mà chúng ta chuyển sang mẫu thiết kế khác. Đây là mẫu thiết kế có mã là V234 và có giá là 1.690.000 đồng ạ. Nếu như các chị yêu thích mẫu thiết kế này thì hãy comment để đặt hàng với cú pháp dưới livestream này. Đó là V234 cùng với size và số điện thoại của mình để đặt hàng thành công ạ. Sẽ có các bạn nhân viên của Melia gọi điện và chốt đơn cụ thể với các chị và sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các chị về size của sản phẩm nhé. Còn nếu như các chị có câu hỏi nào thì hãy đặt dưới livestream này. Còn bây giờ em sẽ xin phép được chuyển sang mẫu thiết kế thứ 3 của chúng ta nhé. Và đây sẽ là mẫu thiết kế thứ 3 trong ngày hôm nay mà Ngọc Anh muốn giới thiệu cho tất cả các chị. Một mẫu thiết kế có màu đen ạ, rất là đơn giản nhưng mà cũng sẽ tôn được những cái vẻ đẹp nhất định của người phụ nữ. Nếu như mà có rất là nhiều chị vừa nãy em có thấy comment ở đây là hỏi những cái chiếc váy trước em mặc là có màu khác không, thì như em đã nói là mỗi mẫu thiết kế thì nhà Melia thường là chỉ có một màu sắc duy nhất thôi. Và nếu như mà các chị yêu thích những cái màu sắc khác, ví dụ như màu đen chẳng hạn, thì các chị có thể tham khảo ngay cái mẫu thiết kế này. Mẫu thiết kế này của nhà Melia thì có mã là V330 và có giá là 1.590.000 đồng ạ. Thực sự là một mức giá rất là hợp lý cho một chiếc váy quá xinh đẹp và sang chảnh như thế này đúng không ạ? Đầu tiên thì em sẽ nói về cái chất liệu của sản phẩm này nhé. Sản phẩm này thì có chất liệu là chất liệu blend kim cương. Đây, anh quay phim sẽ giúp Ngọc Anh cho các chị nhìn rõ, nhìn kỹ hơn, nhìn gần hơn một chút về cái chất liệu này nhá. Đây, chất liệu blend kim cương thì khi mà các chị nhìn nhá, nhìn sát này, không biết là các chị trên livestream có thấy không? Khi mà các chị nhìn sát sẽ thấy là nó hơi có độ nhũ này, độ óng ánh nhẹ như thế này. Nó sẽ hơi lấp lánh.
dưới ánh đèn hoặc khi chúng ta đi ra ngoài trời ấy, chúng ta sẽ thấy nó hơi lấp lánh nhẹ một chút. Đó, đó là đặc điểm để chúng ta nhận biết một cái sản phẩm có chất lượng blend kim cương cao cấp các chị nhá. Đây. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tổng thể bộ trang phục này. Nói thêm một chút về cái loại chất liệu blend kim cương này của nhà Melia. Thì trong các video thì Melia cũng giới thiệu rất nhiều rồi, nhưng hôm nay thì em sẽ xin phép được nhắc lại. Đó là chất liệu blend kim cương khi mà chúng ta mặc lên người, ngoài cái độ lấp lánh nhẹ của nó, thì khi mà chúng ta mặc lên người thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, bởi vì nó có một cái độ co giãn nhẹ này, rất là mềm mại với làn da. Và bởi vì có độ co giãn nên là khi mà kể cả những chị văn phòng nhá, khi mà chúng ta ngồi nhiều này, khi chúng ta ngồi thì sẽ có những cái phần nếp gấp ở đây đúng không ạ? Thì khi chúng ta ngồi thì cũng sẽ cảm thấy là không hề bị khó chịu, bí bách gì cả. Bởi cái chất liệu này nó sẽ co giãn nhẹ, và một là nó rất mềm mại với làn da rồi, và ngoài ra thì khi mà có độ co giãn như vậy thì chúng ta di chuyển hay là ngồi và làm việc thì đều sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Còn tiếp theo, các chị ở đây em thấy rất là nhiều câu hỏi rồi, nhưng em sẽ xin phép tiếp tục giới thiệu về bộ trang phục này trước khi mà trả lời những cái câu hỏi của các chị. Các chị tiếp tục comment dưới đây đi ạ. Cho chị một cái, cho chị hai cái. Rất nhiều người đang đặt hàng cho mẫu thiết kế này. Em xin phép được nhắc lại là đây là mẫu thiết kế có mã là V330 và có giá là 1.590.000 đồng nhá. Chị Thu Hà, chị Thu Hà vui lòng comment giúp em số điện thoại đi ạ. Mọi người hãy comment V330 cùng với size và số điện thoại của mình để chốt đơn hàng thành công nhá. Sẽ có các bạn nhân viên của Melia gọi điện và chốt đơn hàng cho các chị ạ. Chị Hương Mai có comment là có giảm giá không? Đối với thường thì các sản phẩm của nhà Melia thì đã có một cái mức giá rất là phù hợp rồi. Nên là các chị có thể comment tiếp tục những cái câu hỏi khác. Còn về cái mức giá của mỗi sản phẩm này đó là 1.590.000 đồng nhé. Em xin phép được tiếp tục giới thiệu về mẫu trang phục này trước khi mà tiếp tục trả lời những cái comment của các chị nhá. Đây các chị có thể nhìn thấy là về form dáng bên ngoài của cái mẫu sản phẩm này thì nó có một cái form dáng khá là ôm với body của mình, nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển thì cũng sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Phần chân váy thì sử dụng cái dáng chân váy bút chì sẽ giúp cho đôi chân của chúng ta dài hơn, sẽ hách dáng giúp cho chúng ta cảm thấy cao hơn nữa. Đối với phần thân trên thì các chị có thể nhìn thấy là đây. Em sẽ bỏ tóc ra sau cho các chị nhìn rõ hơn này. Phần thân trên sử dụng phần cổ vuông ạ. Cái phần cổ vuông như thế này thì sẽ giúp khéo léo khoe được cái phần đường xương quai xanh của các chị rất là tinh tế. Và bên cạnh đó thì cũng giúp cho toàn bộ cái phần thân trên của chúng ta cảm thấy thoáng hơn, thanh mảnh hơn. Và ở phần cầu vai đây các chị có thể nhìn thấy là đối với cái phần cầu vai của mẫu thiết kế này thì sử dụng phần vai này, phần tay áo của mẫu thiết kế này sẽ sử dụng phần tay hơi bồng một chút, hơi bồng nhẹ một chút. Nó sẽ giúp che đi khuyết điểm ở cái vùng bắp tay cho các chị nào mà có phần bắp tay chưa được thon thả lắm. Với mẫu thiết kế này thì có một điểm rất là đặc biệt trên nền vải màu đen, rất là truyền thống, rất là cơ bản rồi, mà chúng ta thường thấy ở các mẫu thiết kế khác rồi, thì có điểm nhấn là một bông hoa có chất liệu là vải nhung này, được đính kết hoàn toàn thủ công ở phía eo. Thì như những mẫu thiết kế mà Ngọc Anh đã giới thiệu ở phần trước thì những bông hoa ở phần eo như thế này sẽ giúp cho các chị có một cái vòng hai tạo cảm giác thon gọn hơn, nhỏ nhắn hơn rất là nhiều. Và bông hoa này thì cũng được thiết kế sử dụng lớp vải nhung này để thiết kế nên cái bông hoa này, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy cái không khí của mùa thu đông hơn. Và đặc biệt là nó lại có màu đỏ nữa, rất là thích hợp để cho chúng ta mặc vào những sự kiện quan trọng vào dịp cuối năm và những dịp lễ Tết cuối năm đúng không ạ? Cùng với đó thì với mẫu thiết kế này thì nhà Melia có sử dụng thêm những cái viên pha lê lấp lánh đính trên thân, đính từ bông hoa này và đính trên thân váy, thì sẽ giúp cho cái bộ trang phục này càng phù hợp hơn với những cái bữa tiệc này, những cái dịp lễ hội cuối năm. Đó, một cái mẫu thiết kế mà thực sự các chị có thể ứng dụng rất là nhiều, đặc biệt là vào những cái dịp lễ hội này, dịp hẹn hò và những cái buổi tiệc quan trọng vào dịp cuối năm. Và em xin phép được nhắc lại nhé. Chị Hương Ly comment là mình đã mua mấy bộ rồi, mặc đẹp, rất ưng ý và hài lòng. Em cảm ơn chị ạ. Thực ra thì rất nhiều các khách hàng đã feedback cho Melia về những cái sản phẩm của Melia rồi. Thường thì em đều nhận được rất nhiều những cái comment tích cực từ các khách hàng. Và nếu như là các chị có những cái phản hồi, những chị nào mà ở đây mà đã mặc các sản phẩm của Melia và có cái phản hồi về các sản phẩm đó thì hãy vui lòng comment ở dưới đây, để cho những chị nào mà chưa biết đến các sản phẩm của Melia khi mà xem được cái live stream này thì các chị sẽ thấy được là có feedback thật, người thật, việc thật, và chúng ta sẽ thấy được thực sự là chất lượng của các sản phẩm của nhà Melia như thế nào.
Còn bây giờ em xin phép được nhắc lại một lần nữa trước khi mà em chuyển sang mẫu thiết kế tiếp theo. Đó là mẫu thiết kế này có mã là V330 và có giá là 1.590.000 đồng ạ. Các chị hãy comment theo cú pháp là V330 cùng với size và số điện thoại của mình để có thể đặt hàng thành công nhé. Hiện tại là Melia, em thấy mọi người đang hỏi cái địa chỉ của showroom của Melia, thì em xin được nhắc lại là tại Hà Nội thì bên em có hai showroom nhé. Bên em có hai showroom ở Hà Nội, một là ở Vincom Ocean Park Gia Lâm và một là ở số 261 đến 263 Tôn Đức Thắng ạ. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép chuyển sang mẫu thiết kế tiếp theo nha. Và đây sẽ là mẫu thiết kế tiếp theo mà ngày hôm nay Melia sẽ giới thiệu đến tất cả các chị. Mẫu thiết kế mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người có mã là V309 và có giá là 1.720.000 đồng ạ. Đây là một mẫu thiết kế khá là quen thuộc. Nếu như các chị là một fan cứng của nhà Melia thì các chị sẽ cảm thấy mẫu thiết kế này cực kỳ quen thuộc, bởi vì nó đang bán cực kỳ chạy. Nếu như những chị nào mà nghĩ là những cái mẫu thiết kế có họa tiết hoa là những mẫu thiết kế dành cho mùa hè thì có vẻ là hơi sai lầm rồi ạ. Bởi vì đây là một cái mẫu thiết kế mà nhà Melia bán cực kỳ chạy trong mùa thu đông này. Một cái mẫu thiết kế mà nền có màu đen, lại một thiết kế có màu đen nữa mà Ngọc Anh muốn giới thiệu với các chị. Bởi vì màu đen là một cái màu sắc mà chúng ta có thể thoải mái mặc vào bất cứ một cái dịp nào. Khi mà chúng ta phân vân là không biết nên mặc một cái chiếc váy có màu sắc gì ra đường thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc váy có màu đen, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta mang một vẻ ngoài lúc nào cũng sẽ rất nhã nhặn, lịch sự và còn giúp hack cái body của mình rất tốt nữa. Khi mà chúng ta mặc các thiết kế có màu đen thì sẽ giúp cho body của chúng ta trở nên thon gọn hơn, nhỏ nhắn hơn và thanh mảnh hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà ngày hôm nay sẽ có hai mẫu thiết kế màu đen để Ngọc Anh giới thiệu đến với các chị. Với mẫu thiết kế này thì ngoài cái tông nền màu đen thì có sử dụng cái phần họa tiết hoa sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác mới lạ này, trẻ trung hơn. Đây em sẽ cho các chị xem kỹ hơn, xem gần hơn một chút về cái chất liệu nhé. Về chất liệu của sản phẩm này thì nhà Melia sử dụng chất liệu là gen ép cao cấp. Đây, với một cái bề mặt gen ép này, các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Đó, khi mà chúng ta mặc các sản phẩm có những cái chất liệu như thế này thì sẽ tạo ra một cái vẻ rất là sang trọng cho bộ trang phục. Đó. Với cái loại chất liệu gen ép này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái, bởi vì nó rất là mềm mịn với cái làn da. Nhà Melia thì luôn đề cao cái sự thoải mái của người mặc, nên là với tất cả những các loại chất liệu từ blend này, các loại chất liệu blend nhập khẩu, blend cao cấp, chất liệu gen ép của nhà Melia hay là chất liệu lụa Selly như là Ngọc Anh đã giới thiệu thì đều là những các loại chất liệu rất là mềm mại với làn da của người dùng. Nên là các chị khi mà các chị mặc, những chị nào mà đã có trải nghiệm mặc các sản phẩm của nhà Melia rồi thì các chị có thể cảm nhận được là khi mà chúng ta mặc một cái sản phẩm lên người thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái trong những cái hoạt động của chúng ta hàng ngày. Đó, với cái bộ trang phục này thì em sẽ xin phép tiếp tục được giới thiệu về em nó nhé. Với mẫu thiết kế này thì sử dụng một cái form dáng khá là ôm body của mình, với phần chân váy bút chì sẽ giúp đôi chân của chúng ta dài hơn này. Phần thân trên thì sử dụng một phần cổ tim nhưng cách điệu một chút để bộ váy trông mới mẻ hơn. Và phần ở tay, phần tay váy thì vẫn sử dụng thiết kế tay bồng, để cho bộ trang phục giúp chúng ta che được những cái khuyết điểm ở vùng bắp tay cho các chị. Và bên cạnh đó thì với cái mẫu thiết kế này thì có một điểm nhấn nữa, đó chính là phần hoa được thiết kế hoàn toàn thủ công và cũng được đính ở phần eo, sẽ giúp cho vùng eo của chúng ta thon gọn hơn. Đó, với mẫu thiết kế này thì các chị có thể mặc tới, ví dụ như các chị muốn mình nổi bật một chút thì hoàn toàn có thể mặc tới nơi công sở, hoặc chúng ta có thể mặc tới những buổi hẹn hò thân mật vào dịp cuối năm chẳng hạn. Em cảm ơn chị Thu Hương ạ, thiết kế xinh quá. Em xin được nhắc lại nhé. À đây có một bạn Mai Anh có hỏi là mẫu này có tay dài không? Thì đối với cái mẫu thiết kế này của bên em thì sẽ chỉ có một dáng là dáng tay lửng như thế này thôi. Dáng này thì nó không phải là một cái dáng có tay ngắn quá nha mọi người. Phần tay lửng này, đây em quay cho các chị nhìn này. Phần tay lửng sẽ giúp cho chúng ta đủ để giữ ấm cho chúng ta vào cái mùa thu đông này. Nếu như các chị sợ lạnh thì các chị có thể hoàn toàn kết hợp với một chiếc áo măng tô hoặc một chiếc áo vest bên ngoài là đủ để chúng ta giữ ấm rồi. Mẫu thiết kế này có mã là V309 mọi người nhé, V309 và có giá là 1.720.000 đồng ạ. Những chị nào đặt hàng thì hãy comment là V309 cùng với số điện thoại và size để bên em có thể chốt đơn hàng thành công cho các chị nhé. À,
Chị Ly Trần comment cho chị một cái đúng không ạ? Chị Ly Trần vui lòng comment số điện thoại cho em với ạ. Các chị phải comment số điện thoại nha, nếu mà không có số điện thoại thì không thể chốt đơn thành công được. Các chị hãy comment số điện thoại dưới cái livestream này cùng với mã sản phẩm nhá. Ví dụ như là mã của em váy này là V309 thì các chị sẽ comment là V309 cùng với số điện thoại của mình. Và size nữa thì các nhân viên của Melia sẽ gọi điện và tư vấn cụ thể hơn cho các chị ạ. Shop Melia thì có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh nhá mọi người nhá. Địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh của bên em là ở số 118-120. À em xin lỗi ạ. Địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh là số 357 Lê Văn Sĩ, phường 13 quận 3 và số 839 Quang Trung, phường 12 quận Gò Vấp ạ. Đó là những địa chỉ của Melia ở Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì cũng có hai địa chỉ ở Hà Nội và một địa chỉ ở Hải Phòng nữa. Nhưng nếu các chị mà muốn mua hàng online thì hoàn toàn có thể là đặt hàng qua livestream này hoặc đặt hàng qua fanpage thì các chị sẽ được free ship và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Mẫu sản phẩm này em xin được nhắc lại, đó là có mã là V309 và có giá là 1.720.000 đồng. Các chị vui lòng đặt hàng theo cú pháp là mã của sản phẩm V309 cùng với size và số điện thoại của các chị dưới livestream này để đặt hàng thành công. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép được chuyển sang mẫu thiết kế tiếp theo nhé. Và bây giờ sẽ là mẫu thiết kế tiếp theo trong ngày hôm nay. Mẫu thiết kế mà em đang mặc trên người có mã là V301 và có giá là 1.595.000 cho mẫu thiết kế này ạ. Một mẫu thiết kế mà sẽ rất được các những cô nàng công sở ưa chuộng. Và đây cũng là một mẫu thiết kế mà chúng ta có thể mặc tới những buổi hẹn hò vào dịp cuối năm này, hoặc là những cái buổi mà chúng ta hẹn gặp đối tác chẳng hạn, thì sẽ rất là phù hợp. Bởi vì nó có một cái vẻ ngoài rất là sang trọng và lịch sự. Bên cạnh đó thì cũng rất là kín đáo nữa. Tuy nhiên thì cũng vẫn sẽ để cho các chị khoe được những cái đường cong trên cơ thể của mình, vẫn khoe được triệt để những cái đường cong của một người phụ nữ. Nên các chị có thể hoàn toàn yên tâm về cái mẫu thiết kế này nhá. Đầu tiên thì em sẽ nói về chất liệu của mẫu thiết kế này. Với mẫu thiết kế này thì nhà Melia sử dụng chất liệu blend nhập khẩu cao cấp. Đây là một cái loại chất liệu rất là mềm mại với làn da như là em đã giới thiệu rồi. Và khi mà chúng ta hoạt động cả ngày thì cũng không hề lo nó bị nhăn nhầu nhá. Đây các chị có thể nhìn thấy này, không hề bị nhăn một chút nào cả khi mà chúng ta hoạt động cả ngày dài. Em sẽ đứng gần hơn để cho các chị xem rõ chất liệu này nhá. Đó, đây các chị sẽ được nhìn cận cái chất liệu blend nhập khẩu của nhà Melia này. Đó, khi mà nhìn sát như vậy thì các chị có thể nhìn thấy rõ hơn về cái chất liệu của sản phẩm này. Các chị đã nhìn thấy rõ hơn chưa ạ? Nếu có câu hỏi gì về chất liệu hoặc là form dáng sản phẩm thì các chị cứ comment dưới cái livestream này nhé. Thì Ngọc Anh sẽ giải đáp cho các chị một cách nhanh nhất ạ. Đó, đó là về chất liệu. Còn đối với form dáng của sản phẩm này thì các chị có thể nhìn thấy là đây là một cái mẫu thiết kế rất là lịch sự và nó khá là kín đáo. Hoàn toàn là không khoe bất kỳ một cái phần body nào của mình ra, không hề phô da thịt một chút nào cả, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được một cái nét trẻ trung, tươi mới và quyến rũ của người phụ nữ. Với cái phần thân trên thì nhà Melia sử dụng thiết kế cổ tim, nó sẽ giúp cho cái phần cổ của chúng ta thanh thoát hơn. Và phần thân dưới thì vẫn với dáng chân váy bút chì quen thuộc mà Melia hay sử dụng, bởi vì nó giúp cho cái đôi chân của mình sẽ thon dài hơn này, sẽ giúp hách dáng, giúp chúng ta cảm thấy cao hơn, trông dáng của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Và ở phần tay vẫn là một cái thiết kế bồng này, giúp che đi khuyết điểm ở vùng bắp tay. Và ở phần giữa thì chúng ta có thể thấy là một cái điểm nhấn giúp bộ trang phục này trẻ trung hơn, đó chính là phần tà ở giữa cái thân váy này kết hợp cùng với những cái đường cong tinh tế kết hợp với phần tà peplum. Nó sẽ giúp che cái vùng bụng dưới của các chị em rất là tốt. Những chị nào mà làm văn phòng thì luôn là có một cái phần bụng dưới là không được thon thả cho lắm, bởi vì chúng ta phải ngồi rất là nhiều ở nơi văn phòng đúng không ạ? Thì các chị nên lựa chọn những cái bộ trang phục như thế này, nó sẽ với cái phần tà peplum này, nó sẽ giúp các chị sẽ che được cái khuyết điểm ở vùng bụng dưới của mình. Đó, một cái bộ trang phục rất là lịch sự này, nhã nhặn mà chúng ta có thể mặc tới rất nhiều dịp khác nhau. Về đây em thấy rất là nhiều những cái câu hỏi của các chị rồi. Chị Hường Nguyễn có comment là sản phẩm này có màu khác không? Thì như là em đã giới thiệu là sản phẩm này thì chỉ có một màu duy nhất này thôi nhá. Chị Hà Anh có comment là eo mình hơi to có sửa được không? Không biết là chị Hà Anh có thể comment cụ thể hơn về cái số đo chiều cao này, cân nặng, và có thể cụ thể hơn nữa thì comment cả số đo 3 vòng của mình để em tư vấn xem là chị sẽ phù hợp với cái size nào nhá. Thật
Thực ra thì phụ nữ chúng ta thì luôn luôn là cảm thấy mình béo và luôn luôn cảm thấy vòng hai của mình không được thon thả. Nhưng chị cứ comment cái chiều cao và cái cân nặng cụ thể xuống dưới đây và cái số đo cụ thể ở xuống dưới cái livestream này thì em sẽ tư vấn cụ thể nhất cho các chị nhé. Sẽ nếu mà các chị comment chiều cao cân nặng thì sẽ dễ tư vấn về size hơn. Còn đối với bản thân em thì em cao 1m63 và nặng 49 cân. Thì hiện tại em đang mặc size S. Các chị đặt hàng có thể comment là V301 cùng với size và số điện thoại của mình để đặt hàng cho mẫu sản phẩm này nhé. Mẫu này có giá là 1.595.000 đồng ạ. Mọi người có câu hỏi gì thì tiếp tục comment dưới cái livestream này nha. Bạn Phương Anh có hỏi là bạn muốn sửa eo hơi to đúng không ạ? Tức là nếu như mà các chị vẫn phân vân về cái việc là chúng ta có thể sửa cái sản phẩm này không thì các chị hoàn toàn yên tâm là Melia sẽ hỗ trợ các chị sửa hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí nha. Bởi vì có nhiều người là em thấy là sẽ có một cái số đo của phần thân trên và phần thân dưới nó sẽ hơi lệch một chút. Tức là phần thân trên thì có thể là mặc size S nhưng phần thân dưới bởi vì đường hông lớn, hông to và phần mông của mình lớn thì sẽ mặc phần mông phải mặc size M, thì các chị hoàn toàn là có thể chia sẻ cái điều đó với Melia thì Melia sẽ các nhà thiết kế của Melia sẽ trực tiếp sửa cho các chị hoàn toàn free và sẽ không mất bất cứ một cái chi phí sửa chữa nào. Nên là nếu như mà các chị đặt hàng và các chị có cái lưu ý cho những cái điều đó thì các chị cứ để lại số điện thoại ở đây cùng với mã sản phẩm ở đây, ví dụ như mã của sản phẩm mà Ngọc Anh đang mặc đó là V301 thì các chị comment là V301 cùng với số điện thoại của mình. Thì sau khi mà các bạn nhân viên gọi điện và tư vấn cho các chị thì các chị cứ chia sẻ là phần thân trên thì các chị phải mặc S nhưng phần thân dưới thì phải mặc M thì các sản phẩm của chị sẽ được chỉnh sửa trước khi mà gửi đến cho các chị. Đó, nhà Melia thì luôn luôn có những cái chính sách hỗ trợ tối ưu nhất cho khách hàng về kể cả về size số nữa, nên là các chị hoàn toàn yên tâm nha. Em đã nhìn thấy comment đặt hàng của chị Hương Mai rồi ạ. Mọi người đặt hàng thành công, mọi người chỉ cần comment có số điện thoại là mọi người đặt hàng thành công nhé. Chị Thu Anh có comment là mua hàng có được free ship không? Thì Ngọc Anh đã giới thiệu rất nhiều rồi. Có lẽ là chị đã vào cái livestream này muộn một chút nên là chưa có nghe được cái giới thiệu đó của các mẫu thiết kế nhà Melia. Với tất cả các mẫu thiết kế của Melia thì các chị chỉ cần mua hàng online thôi là sẽ được hoàn toàn miễn phí tiền vận chuyển. Sẽ không mất bất cứ một chi phí vận chuyển nào nhé. Sẽ được free ship hoàn toàn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Em xin phép được nhắc lại về mẫu thiết kế này trước khi chúng ta chuyển sang mẫu thiết kế tiếp theo. Thì mẫu thiết kế mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người có mã là V301 và có giá là 1.595.000 đồng. Các chị sẽ comment đặt hàng theo cú pháp là V301 cùng với size và số điện thoại của mình. Chắc chắn phải có số điện thoại thì mới đặt hàng thành công được ạ. Nếu các chị có câu hỏi nào đặt cho mẫu thiết kế này nữa thì các chị hãy tiếp tục comment ở dưới đây. Sẽ tiếp tục có các bạn nhân viên của Melia sẽ inbox trực tiếp cho các chị và sẽ tư vấn nó cụ thể hơn. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép được chuyển sang mẫu thiết kế tiếp theo cho ngày hôm nay nha. Và tiếp theo trong buổi livestream ngày hôm nay thì Ngọc Anh sẽ giới thiệu đến các chị một set ạ. Một set đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm nay sẽ bao gồm một áo và một chân váy rời nha. Về mẫu thiết kế này thì đầu tiên em cũng sẽ cho các chị xem trước về form dáng này. Đây. Các chị có nhìn rõ không ạ? Đó. Còn bây giờ thì em sẽ đứng gần hơn để cho các chị có thể nhìn thấy chất liệu của sản phẩm nhá. Sản phẩm này cũng sử dụng chất liệu blend cao cấp mọi người nhá. Với cái chất liệu này thì như là em đã giới thiệu là nó cũng sẽ rất mềm mại với làn da của mình và sẽ giúp giữ được cái form dáng của sản phẩm một cách chuẩn chỉnh nhất. Dù cho các chị có hoạt động cả ngày dài thì chúng ta vẫn không lo là cái sản phẩm của chúng ta bị mất form hoặc là bị nhăn nhàu đâu nha. Đó. Các chị đã nhìn thấy rõ hơn về cái chất liệu của sản phẩm chưa ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với tổng thể bộ trang phục này nhá. Với mẫu thiết kế này thì như là em đã giới thiệu thì nó có hai phần, đó là sẽ nó là một set nên là sẽ có phần áo này, phần áo rời nha, và phần chân váy riêng. Đối với phần thân trên thì các chị có thể nhìn thấy là một cái form dáng khá là đơn giản, quen thuộc rồi, nhưng nó cũng rất là lịch sự nên là chúng ta có thể mặc tới rất nhiều những cái sự kiện khác nhau, hoàn toàn là một bộ đồ mà chúng ta có thể mặc tới nơi văn phòng. Ở phía bên trên thân váy và cả ở dưới chân váy nữa thì đều sử dụng những cái đường thêu tay rất là tinh xảo như thế này, trên nền vải màu trắng rất là tinh khiết.
Khi mà chúng ta mặc màu trắng thì chúng ta rất là dễ để phối với các loại phụ kiện này, giày dép khác nhau rồi. Và trên nền vải trắng thì sử dụng những cái đường thêu màu đen như thế này sẽ tạo ra cái điểm nhấn đặc biệt cho bộ trang phục này. Đó. Với bộ trang phục này thì ở phần thân dưới sẽ sử dụng phần chân váy chữ A. Tại vì những chị nào bình thường thì khi mà em nghe những cái chia sẻ của các chị khách hàng thì em thấy là các chị sợ là với những cái dáng chân váy quá ôm hoặc là những chân váy ôm ấy thì chúng ta khó di chuyển và khi mà chúng ta ngồi hoặc là đi lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Thì nếu như các chị đang có cái băn khoăn đó thì hãy lựa chọn ngay một chiếc váy có dáng chân váy hình chữ A như thế này. Chân váy chữ A thì sẽ giúp cho chúng ta thoải mái di chuyển này, cử động rất là dễ dàng. Đó, và sẽ rất là thoải mái cho các chị khi mặc. Còn đối với sản phẩm này thì có một điểm nữa, đó là phần tà áo sẽ được phần tà peplum sẽ được thiết kế hình cánh hoa rất là xinh xắn và nữ tính như thế này, và đồng thời cũng sẽ giúp cho các chị che được cái khuyết điểm ở vùng bụng dưới chưa được thon thả của mình. Một cái mẫu thiết kế mà các chị hoàn toàn có thể mặc tới nơi công sở và những cái buổi hẹn hò hoặc là những cái buổi tiệc nhỏ vào dịp cuối năm. Các chị có câu hỏi gì dành cho mẫu thiết kế này hay không ạ? Em xin được nhắc lại là mẫu thiết kế này có mã là D51 và có giá là 1.750.000 đồng nhé. Những chị nào mà yêu thích mẫu thiết kế này thì hãy comment các câu hỏi xuống đây cho em để em tư vấn cho các chị ạ. Hoặc là các chị có thể đặt hàng theo cú pháp là D51 cùng với size và số điện thoại của mình nha. Các chị hãy comment, tiếp tục comment các câu hỏi ạ. Ở đây thì em đã thấy rất là nhiều các câu hỏi, các cái comment khen là mẫu này xinh quá rồi ạ. Với mẫu thiết kế này thì phần tay nhá, mọi người có thể nhìn thấy là phần tay sẽ được thiết kế phù hợp với mùa thu đông bởi vì nó không ngắn quá mà nó sẽ dài đến ngang cái khuỷu tay của mình như thế này, thì sẽ giúp cho các chị giữ ấm được và còn được đính đá rất là tỉ mỉ ở phía cánh tay như thế này nữa, giúp bộ trang phục trở nên sang trọng hơn. Nên đây mới là một bộ trang phục mà hoàn toàn chúng ta có thể mặc tới những bữa tiệc vào dịp cuối năm nhé. Các chị có hỏi là có ở đây có chị Thu Hà có hỏi là mặc đồ nhà mình có phai màu không? Đây là một cái câu hỏi khá là quen thuộc rồi mà các bạn nhân viên của Melia gặp rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay em xin được tư vấn cho các chị trên cái livestream này, đó là đối với tất cả các sản phẩm của Melia mặc thì các chị yên tâm là sẽ không có bất kỳ mẫu thiết kế nào bị phai màu đâu ạ. Bởi vì các nhà thiết kế của Melia thì đã lựa chọn sản phẩm, lựa chọn chất liệu rất là kỹ càng rồi, nên là khi các chị mặc thì sẽ không bao giờ bị phai màu những cái sản phẩm đó. Chẳng qua là nếu như các chị mặc 1, 2 năm, 3 năm, 4 năm, mặc quá nhiều thì lúc đó thì nó bị xuống màu một chút, thì cái đó thì em cũng không thể đảm bảo được. Nhưng các chị yên tâm là khi mà chúng ta mặc qua, chúng ta giặt thì chúng ta sẽ không hề lo về vấn đề bị phai màu nhé. Em nhìn thấy comment đặt hàng của chị Hương Trà rồi ạ. Chị Thảo Mai có comment là cho một cái về 5 năm một kim mã đúng không ạ? Chị comment giúp em số điện thoại với ạ. Phải có số điện thoại thì mới đặt hàng được nha mọi người. Nhiều khi là có những chị là theo dõi cái livestream quá nên mọi người chỉ comment là cho chị một cái, hay là cho chị về 5 năm một kim mã, hay cho chị về địa chỉ nào đó mà các chị quên mất comment số điện thoại, thì các chị nhớ là hãy comment số điện thoại giúp em thì nhân viên bên em mới có thể chốt đơn hàng được nhá. Về cái mẫu thiết kế này thì em xin phép được nhắc lại là mẫu thiết kế này có mã là D51 và sẽ có giá là 1.750.000 đồng. Và sẽ có hai phần này, có phần áo này, tách rời, và phần chân váy dáng chữ A. Hoàn toàn là chúng ta có thể, nếu như mà các chị mua một set như thế này về ấy, thì em có thể tư vấn thêm là chị hoàn toàn có thể mặc cái áo này với một chiếc chân váy màu đen chẳng hạn, sẽ rất là phù hợp đúng không ạ? Chúng ta có thể kết hợp với những cái trang phục khác trong tủ đồ của mình, kết hợp cái áo này với một chiếc chân váy dáng bút chì màu đen chẳng hạn, hoặc là một chiếc quần màu đen, quần ống loe màu đen, dáng loe nhẹ và đi một đôi giày cao gót màu đen thì quá đẹp rồi đúng không ạ? Và chiếc váy này cũng vậy, chúng ta hoàn toàn là có thể kết hợp với một chiếc áo sơ mi chẳng hạn, hoặc là chúng ta mặc áo sơ mi và khoác thêm những chiếc áo khoác, những chiếc vest có màu đen hoặc là những cái màu sắc khác ở bên ngoài thì cũng rất là phù hợp. Một cái bộ trang phục mà chúng ta có thể mặc rất là nhiều kiểu và ứng dụng rất nhiều dịp khác nhau, rất là xứng đáng có trong tủ đồ của các chị đúng không ạ? Những chị nào mà yêu thích mẫu trang phục này rồi thì hãy comment dưới cái livestream này là D51 cùng với số điện thoại để em có thể chốt đơn hàng thành công nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được chuyển sang mẫu tiếp theo trong ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục mang tới cho các chị một set nữa. Nhưng mà set này thì nó sẽ khác so với set màu trắng mà vừa nãy em giới thiệu. Đó là set này thì sẽ bao gồm một váy bên ngoài này. Đó, các chị có thể nhìn, các chị thấy chưa ạ?
và sẽ bao gồm một áo vest như thế này nữa ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể mặc được hai kiểu vào mùa thu đông này. Nếu như mà thời tiết nó không lạnh lắm hoặc là khi mà các chị ở trong nhà thì các chị hoàn toàn có thể mặc một chiếc đầm như thế này thôi để chúng ta có thể khoe được đường xương quai xanh của mình này và làm cho cái phần thân trên của chúng ta thanh thoát hơn. Với thiết kế đầu tiên thì em sẽ cho các chị xem về chất liệu trước nhé. Đây. Với mẫu thiết kế này thì nhà Melia cũng sử dụng chất liệu blend kim cương cao cấp, giống như là một cái mẫu trước có sử dụng chất liệu này mà em đã giới thiệu rồi. Thì cái chất liệu này nó sẽ có hơi có độ óng ánh nhẹ khi mà các chị nhìn dưới ánh điện này, hoặc là khi mà chúng ta ra ngoài trời thì sẽ thấy là nó hơi lấp lánh nhẹ một chút xíu đó. Và chất liệu blend kim cương thì rất là thân thiện với làn da của mình, mặc lên rất là mềm mại, thoải mái, dễ chịu, và khi mà chúng ta hoạt động cả ngày dài thì cũng không lo là cái váy, cái đầm của mình bị mất form đâu nha. Nó sẽ giữ cho cái form dáng của sản phẩm chuẩn chỉnh nhất. Với cái mẫu thiết kế này, đây, bây giờ thì chúng ta sẽ xem về cái form dáng của mẫu thiết kế này nhá. Em sẽ tạm thời để thoại ở đây để em có thể cho các chị xem kỹ hơn về cái mẫu thiết kế này. Đây, với phần váy bên trong thì sử dụng phần vai xếp ly rất là đặc biệt như thế này, sẽ giúp che được một chút cái phần vai. Những chị nào mà phần vai chúng ta không được thon thả lắm thì các chị nên chọn những cái váy mà mình vẫn muốn mặc những cái váy kiểu dáng hai dây, thì chúng ta nên chọn cái phần quai này. Phần quai váy này nó phải hơi to bản một chút xíu thì nó sẽ giúp mình che được cái phần vai của mình chưa được thon thả. Và với cái phần này thì sử dụng cái phần cúc ngực nhưng mà rất là kín đáo nha mọi người. Phần này thì với cái dáng cổ vuông này sẽ giúp cho phần thân trên của chúng ta rất là thanh thoát. Phần thân dưới thì vẫn sử dụng một cái form dáng chân váy bút chì nhưng mà được cách điệu với một cái đường xẻ như thế này. Đó, đây các chị có thể nhìn thấy khi chúng ta đứng này, sẽ giúp cho đôi chân của chúng ta dài hơn và giúp cho những bước đi của chúng ta thoải mái, dễ chịu hơn nữa. Đó, và phần thân dưới này thì sử dụng những đường vải xếp nếp rất là tinh tế, sẽ giúp những cái đường xếp ly này sẽ giúp cho che đi cái vùng bụng dưới chưa được thon thả của mình. Đó, và nó cũng tạo ra một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho chiếc đầm này. Sử dụng một màu đen rất là cơ bản và đơn giản thôi, nhưng mà sẽ giúp cho các chị che được nhiều khuyết điểm trên cơ thể của mình. Bởi vì như là Ngọc Anh đã nói là khi mà chúng ta mặc một thiết kế có màu đen lên người thì form dáng của chúng ta sẽ trở nên thanh mảnh hơn, thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó, nếu mà như khi mà các chị ở trong nhà này thì chúng ta có thể mặc như thế này, hoặc là vào tiết trời thu đông này các chị thấy là thời tiết Hà Nội dạo này cũng lạnh hơn một chút xíu rồi, thì các chị muốn giữ ấm cho cơ thể của mình hơn thì các chị có thể là mặc thêm chiếc áo vest này ở bên ngoài nhé. Đây, chúng ta có thể hoàn toàn mặc thêm chiếc áo vest này bên ngoài. Đó, chiếc áo này thì có mẫu thiết kế này, cả set này thì có mã là V323 mọi người nha, và có giá là 2.490.000 đồng ạ. Nên các chị có thể đặt hàng theo cú pháp V323 cùng với số điện thoại của mình để em có thể chốt đơn hàng thành công cho các chị nhé. Đó, các chị thấy không ạ? Rất là nhanh thôi là chúng ta đã có một cái diện mạo hoàn toàn khác rồi, và cũng sẽ giữ ấm được cho cơ thể của mình nữa. Đó, với cái mẫu thiết kế này thì ngoài cái màu đen này ra thì còn có một màu đỏ. Đó, chính là mẫu thiết kế đây ạ. Em sẽ cho các chị xem nha. Đó, ngoài màu đen, hầu hết là các mẫu thiết kế của nhà Melia thì chỉ sử dụng một màu duy nhất thôi. Nhưng riêng đối với set đồ này thì nhà Melia có thiết kế hai màu đen và màu đỏ. Những chị nào mà chúng ta thấy là mình thích nổi bật hơn, hoặc là chúng ta mặc tới những bữa tiệc chẳng hạn, hoặc những dịp Noel này, dịp cuối năm, rất là nhiều dịp, những cái ngày lễ hội mà các chị muốn mình nổi bật hơn thì các chị có thể lựa chọn cái mẫu thiết kế màu đỏ này. Và khi mà các chị mua cái mẫu thiết kế này nhá, V323 có giá là 2.490.000 đồng, thì các chị sẽ được tặng thêm một phần cài áo, một bông cài áo rất là xinh như thế này nữa, sẽ giúp cho bộ trang phục của mình trông sang trọng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, đó, các chị có thể nhìn thấy là hai màu sắc, một màu đen mà Ngọc Anh đang mặc trên người và một màu đỏ đô rất là xinh như thế này. Đó, các chị có thể hoàn toàn lựa chọn một trong hai màu sắc này để mặc vào những cái ngày quan trọng của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể hoàn toàn mặc tới nơi công sở, bởi vì đây là một cái thiết kế khá là kín đáo. Nếu mà ở nơi công sở mà các chị không muốn mặc một cái thiết kế mà nó không có tay hoặc là nó kiểu hai dây như thế này thì các chị hoàn toàn là có thể khoác thêm cái chiếc áo này, chiếc áo vest này bên ngoài. Và với chiếc áo vest này thì chúng ta có cái phần cúc ở đây nhá, mình có thể đóng cúc vào. Đây, em sẽ đóng cúc cho các chị xem luôn, để chúng ta có thể ví dụ như là chúng ta đi đường
mà chúng ta muốn ấm áp hơn thì chúng ta có thể đóng cái phần cúc này lại. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã có một cái thiết kế mà mình hoàn toàn có thể mặc khi mà đi ra ngoài này, hẹn hò cà phê với bạn bè rất là thích hợp, và chúng ta hoàn toàn có thể mặc tới nơi văn phòng nữa. Và với cái mẫu thiết kế màu đỏ này thì các chị còn có thể mặc tới những dịp lễ hội hoặc là những cái ngày đặc biệt quan trọng vào dịp cuối năm. Em xin được nhắc lại về cái mẫu thiết kế này, đó là có mã là V323 và có giá là 2.490.000 đồng ạ. Các chị comment đặt hàng và đặt những cái câu hỏi cho mẫu thiết kế này nhé. Chị Thu Linh có comment là hỏi về giá sản phẩm mà em vừa mới nói xong. Giá sản phẩm này là 2.490.000 đồng cho mẫu thiết kế này. Các chị sẽ có được một áo vest ở bên ngoài và một phần váy ở bên trong ạ. Chị Hoài An có comment là có được free ship không? Câu hỏi này thì không chỉ là chị An mà là rất nhiều các chị đã đặt trong livestream này rồi, và em cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi, và em xin phép được nhắc lại một lần nữa, đó là mẫu thiết kế này sẽ được free ship. Các chị chỉ cần đặt hàng online thôi là các chị đã được free ship rồi nha. Rất là nhiều câu hỏi trong cái livestream này. Bạn Nguyễn Thị Hằng có comment là cho mình xem set khác đi. Thực sự là trong một cái livestream thì thời lượng livestream rất là có hạn, nên là không thể cho mọi người xem tất cả các mẫu thiết kế của Melia được. Bởi vì có rất nhiều các mẫu thiết kế khác nhau, và các bạn có thể tới các showroom của nhà Melia. Showroom của Melia thì các showroom đều rất là rộng và có rất là nhiều những cái mẫu thiết kế khác nhau cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn ở đó, hoặc là mọi người có thể đặt mua hàng online trên fanpage, và khi mà mọi người mua hàng online thì hoàn toàn sẽ được miễn phí ship nha, và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa. Còn quay trở lại với mẫu thiết kế này thì đây là mẫu thiết kế có mã là V323 và có giá là 2.490.000 đồng ạ. Mọi người đặt hàng thì comment theo cú pháp V323 cùng với số điện thoại của mình để đặt hàng thành công nha. Những chị nào mà đặt hàng trên livestream hay là đặt hàng qua fanpage thì đều sẽ được free ship và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Chị Mai Anh có comment là béo quá không biết mặc size gì. Mọi người, thật ra nếu mà mọi người đang phân vân về size số của sản phẩm ấy thì mọi người cứ comment chiều cao cân nặng của mình xuống đây, thì các bạn nhân viên, mọi người comment thêm số điện thoại này, các bạn nhân viên có thể gọi điện hoặc là sẽ inbox trực tiếp cho các chị để có thể tư vấn cho các chị cụ thể hơn về size, để cho mình có thể lựa chọn đúng cái size của mình nhé. Em xin phép được nhắc lại này, đây cũng là mẫu thiết kế cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Trong buổi livestream này thì nhà Melia đã giới thiệu cho các chị được 7 mẫu thiết kế rất là xinh và phù hợp với cái mùa thu đông này. Nên nếu như các chị đã yêu thích các mẫu thiết kế của nhà Melia thì mọi người hãy tới ngay các showroom của Melia. Melia thì hiện tại có 5 showroom trên toàn quốc, và sắp tới thì sẽ có rất nhiều những cái showroom lớn khác. Hiện tại thì có 2 showroom tại Hà Nội, tại Vincom Ocean Park Gia Lâm, hoặc là tại số 261 đến 263 Tôn Đức Thắng. Ở Hải Phòng thì mọi người có thể tới số 118, 120 Hai Bà Trưng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể tới 2 địa chỉ, đó là số 357 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, hoặc có thể tới số 839 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, để có thể thử trực tiếp các sản phẩm của nhà Melia. Và như là Ngọc Anh đã nhắc rất nhiều trong cái livestream này, đó là các chị hoàn toàn có thể đặt mua hàng online. Và khi mua hàng online thì các chị sẽ được hoàn toàn miễn phí ship và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn mọi người đã, cảm ơn các chị đẹp của Melia đã theo dõi cái livestream này và đã đồng hành với Ngọc Anh từ đầu cái livestream đến giờ. Mong là các chị sẽ luôn đồng hành cùng với những cái livestream tiếp theo của nhà Melia. Và cũng mong là các chị sẽ lựa chọn được cái mẫu trang phục phù hợp nhất đối với bản thân mình và phù hợp nhất với cái mùa thu đông này, để luôn là những cô gái thật là rạng rỡ và xinh đẹp ở bất cứ đâu nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của livestream ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Trong ngày hôm nay đã có 7 mẫu thiết kế được giới thiệu đến mọi người, và sau khi livestream kết thúc thì mọi người có thể xem lại cái livestream này để có thể tìm hiểu cụ thể hơn về những cái mẫu thiết kế ngày hôm nay Ngọc Anh giới thiệu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi livestream tiếp theo nhé.